Giận quá. Giận ông nội rồi. Gì? Sao giận dữ đó? Này để kia chỗ cái da á, nói cho anh chị. Nên nó dễ giận lắm. Ớt này. Ớt sừng lớn của anh chị. Ớt nhà chồng luôn á. Hiện tại nhà trường đang trồng ớt á. Mời chừng cả nhà. Đã. Cài tới nóc luôn. Dạ Trường mến chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Trường nha. Thì hôm nay Trường không có đi quay, Trường đang ở nhà của chú anh chị ơi. Thì sẵn ở nhà đang làm một cái món heo chiên. Rồi xong rồi sẵn quay video lại cho quý cô bác anh chị mình xem luôn. Rồi sẵn tâm sự với lại quý cô chú anh chị mình luôn. Thì sắp tới thì Trường cũng xin chia sẻ lại quý cô chú anh chị chút xíu. Là hiện tại cái kênh Trường La Cà này là cái kênh chính thức của Trường. Để Trường quay về ẩm thực và những cái cuộc sống hàng ngày để chia sẻ lên cho quý cô bác anh chị mình xem. Thì mong quý cô chú anh chị mình á thì xem hãy nhấn theo dõi kênh và đăng ký kênh cho Trường. Thì tại vì cũng hiện tại bây giờ á thì quay từ thiện thì mình không còn duyên nữa. Thì mình sẽ đổi qua làm kênh chủ đề là ẩm thực quý cô chú anh chị. Thì mong quý cô chú anh chị mình theo dõi Trường từ xưa giờ, hãy đăng ký kênh và giống như là Trường đang làm lại từ đầu với quý chú anh chị nên cũng hơi khó. Thì mong quý cô chú anh chị mình hãy chia sẻ kênh và đăng ký kênh cho Trường nha. Thì bây giờ Trường đang chiên thịt để Trường quay lại cho quý cô bác anh chị mình xem. Đây, nãy giờ Trường ớt chiên nãy giờ quý chú anh chị. Nói chung là chiên cũng được khoảng 5 phút, 10 phút rồi. Thì thịt heo này cái ngay chỗ cái ba chỉ á, nó có cái giống như là chỗ cái vú á. Cái vú heo á, cái chiên nó hơi lâu chút xíu quý chú anh chị. Đây nè. Chiên xong để chút nữa Trường bày ra rồi mời cô bác anh chị mình cùng ăn với Trường ha. Thì đây thịt heo chiên nó hơi đen đen quý chú anh chị nhưng mà không phải đen đâu, tại Trường ớt gia vị giống như là gia vị nướng á, cái nó chuyển qua màu vậy đó quý chú anh chị. Thì khá là lâu thì Trường cũng không còn thực tại bây giờ là Trường không còn đi quay từ thiện hay là quay tâm linh gì nữa quý chú anh chị. Nay Trường chuyển qua là quay về chủ đề ăn uống vlog hàng ngày quý chú anh chị. Thì mong quý chú anh chị mình theo dõi kênh, thì xưa giờ quý chú anh chị mình theo dõi kênh Trường sau thì giờ theo dõi y chang vậy đó. Thì mong cô chú anh chị mình thông cảm quan hệ, tại vì lúc trước Trường có lên cái kênh kia, Trường đã chia sẻ là quý cô chú anh chị câu chuyện đó là Trường bị người ta phá về vấn đề là tâm linh. Thì bây giờ Trường không còn nói chung là mình không muốn dính dáng tới ai nữa, mình không muốn cạnh tranh làm với ai cả, thì mình giờ chuyển qua làm kênh ẩm thực của chú anh chị. Thì mong quý chú anh chị mình ủng hộ Trường nha, để Trường trở thành cái quý chú anh chị. Sợ giăng ngồi môi đang thui luôn rồi. Giận quá. Giận ông nội rồi. Dí. Sao giận dữ đó? Này này kia chỗ cái da á quý chú anh chị. Nên nó dễ giận lắm. Này mình ớt theo cái kiểu mà thịt nướng á. Cái lên dầu thì nó hơi xím xím đen đen. Nhưng mà phải đóng đen đâu. Tại nó rơi nó vàng á. Cái màu vàng ánh lên á. Mình nghĩ nó đen mà không phải. Tại vì nướng bây giờ lâu quá nên Trường ớt kiểu chiên luôn. Nhưng mà nãy cái công đoạn ớt thì Trường không quay lại. Thì làm con mình á, rồi không có quay lại luôn. Mình thấy ngon. Tầm khoảng 5 phút nữa là ok hết. Mình cái miếng này nè. Mấy chính chị xem ha, như mấy cái miếng này nè. Là nó không phải là nó bị đen, không phải bị đen đâu. Mà nó vàng á, giống kiểu mình ớt có cái sốt nướng á. Tại ăn cho nó đỡ ngán. Nè, mấy miếng mỡ này nè, là ngay chỗ cái mỡ của cái thằng kia bằng cái bẹ sữa đó. Như cái vú heo á. Tại vì bây giờ quý chú anh chị biết sao không, làm kênh mà từ thiện hay là làm kênh về vấn đề này kia nọ thì giờ mình không còn thời gian để mình đi nữa. Nên đa số là hiện tại bây giờ Trường ở nhà nhiều quý chú anh chị nên Trường không có thời gian đi. Rồi cũng không biết là bây giờ mình nên quay từ thiện á, thì bây giờ mình không còn mạnh thường quân nữa nên mình không có đi nữa quý chú anh chị ơi. Nên giờ là Trường ở nhà. Bây giờ Trường chủ yếu là quay ẩm thực về cuộc sống hàng ngày. Nếu mà lâu lâu mình có dư có cái gì đó hoặc là còn điều kiện kinh tế mình ổn định lại á thì mình sẽ đi giúp tiếp những bà con khó khăn. Còn bây giờ mình chưa có gì cả thì mình không dám đi đâu quý chú anh chị, nói chung là ở vòng vòng nhà không à. Thì mong quý chú anh chị thông cảm cho Trường. Thì cũng kính mong bà con cô bác mình á xưa giờ theo dõi Trường á thì nhắn đăng ký lại kênh để ôi
nổi văn rồi. Ây dù nổi văn mà tới đây luôn, đau quá. Xong rồi Trường lấy cái đắp chung Trường đầy lại luôn. Thì thật sự giờ rất nhiều cái câu chuyện thì trên mạng thì mình cũng không muốn dính dấp tới ai, mà mình cũng không muốn đụng chạm ai quý chú anh chị. Thì bây giờ Trường cũng xin quý chú anh chị, nếu mà theo dõi kênh thì mong quý chú anh chị mình hãy nhấn đăng ký kênh và theo dõi Trường. Thì Trường cũng mong tương lai sắp tới thì Trường ra được nhiều cái video hay, nhiều cái sản xuất những cái video giải trí tốt nhất cho quý cô chú anh chị xem. Hiện tại giờ thì Trường sẽ chuyển qua làm ẩm thực để giải trí ha quý chú anh chị ha. Mong quý chú anh chị mình hãy đăng ký kênh để theo dõi. Thì giờ đợi Trường chiên thịt xong thì Trường sẽ mời quý cô bác anh chị mình cùng ăn cơm với Trường nha. Rồi đừng có xả video bớt nha, cứ coi hết video nha quý chú anh chị nha. Rồi cảm ơn quý chú anh chị. Dạ rồi quý chú anh chị, thì đây là cái dĩa thịt ấy nha. Cái dĩa thịt nãy Trường mới chiên xong nè, nhìn cũng ra gì, rất là ra gì này nọ nha quý chú anh chị nha. Nè đó, nói chung là không phải nó bị đen đâu, mà cái này là do Trường ớt theo cái kiểu nướng quý chú anh chị. Thì đây có chén nước chấm làm theo cách của Trường, đây là giống như tỏi ớt rồi nước tương và tương ớt, rồi trong Trường làm cái kiểu mà pha chua chua ngọt ngọt quý chú anh chị. Ăn giống như là ăn với thịt nướng rất là ngon. Thôi bây giờ Trường mời cả nhà mình cùng dùng bữa với Trường nha. Thì đây thì bữa giờ ở nhà không quý chú anh chị, đâu có làm gì đâu. Tại mình bị cái vấn đề tâm linh mà người ta khóa mình nói theo vậy thì không ai tin. Nhưng mà thật sự thì mình đã bị rồi thì mình khó để mà qua dứt lại lắm, nên nay Trường sẽ làm kênh ẩm thực để đăng lên cho quý cô chú anh chị xem trong cái cuộc sống hàng ngày, rồi giống như là những cái câu chuyện, những cái video mà nói chung là những cái video giải trí tốt nhất cho quý cô chú anh chị ha. Thôi giờ Trường mời cả nhà cùng dùng bữa với Trường. Đây là cái chén nước chấm nè, đã không? Ngon á. Ớt là ớt sừng lớn của quý anh chị, ớt nhà trồng luôn á, hiện tại nhà Trường đang trồng ớt á, mời Trường cả nhà. Đã cài tới nóc luôn. Quá đã không quý anh chị, chết rồi, cắn một cái da nước mũi luôn. Qua xuống từ từ ớt không cay, giờ cay không tưởng luôn. Quên nữa, ở trong đây á Trường có bằm một ít hành tím á, bỏ vô trong cái nước chấm này ăn rất là bắt nha quý chú anh chị nha. Hôm nào quý chú anh chị làm giống Trường thôi, rất là bắt luôn á.
Wow, đã. Cái ớt sơn này cắn xong nhai đều. Wow, sướng. Quả sướng của chúng ta cài. Mấy cái cục mỡ mỡ đó mà mình chiên á, ăn cái nó béo béo béo. À, quá tới quá chị ạ. À, công nhận nó cay ghê thiệt. Mình nghĩ nó không cay mấy không, để vô một cái gá nước mũi luôn. Cay quá, cay mà nó ngon à. Ăn phải ăn cay cay vậy quý vinh vậy à, chứ không phải là da dẻ vậy đâu nha. Nhưng thật sự là ớt nhà chồng mình ăn thử coi nó làm sao. Rốt cuộc cay thiệt. Quá đã. Uống nước đá vô rồi, cay cay hết trơn.
Wow, no quá. Quá chút vậy. Mình nghĩ là chế ớt nó không cài máy đâu mà ăn vô thử coi sao. Thật sự vô quất cái tê tái chứ. Mồ hôi mồ kê với lại nước mũi nó ra luôn mà ăn vậy nó ngon quá chính vậy. Thật sự là mình ăn cái cảm giác mà nó ngon miệng. Nó cay mà nó kích thích cái vị giác mà lên ăn nó sướng. Đó thì đây thì cũng sẵn trong video đây thì Trường cũng tâm sự trải lòng với chú anh chị, quý cô chú anh chị mình chút xíu trong cái clip này luôn. Thì đây là cái clip đầu tay để mà Trường quay giống như là về vấn đề thông báo lên kênh là Trường sắp tới là Trường làm kênh ẩm thực. Thì mong quý cô chú anh chị xưa giờ theo dõi kênh Trường á, Trường Vlog, thì mong quý chú anh chị hãy đón nhận cái tình yêu thương và cái video này hoặc là cái kênh này. Thì mong quý chú anh chị mình hãy đăng ký theo dõi kênh. Ví dụ như là Trường làm video nó chưa có đặt, nó chưa có hay và chưa có như mong đợi á, thì quý cô chú anh chị mình cũng thông cảm, thì để từ từ, tại vì cái gì á, mình khi mình bắt đầu một cái công việc nào mới thì bắt đầu mình phải học hỏi và mình phải chỉnh chu, thì từ từ lâu ngày thì nó sẽ hoàn thiện hơn và nó chỉnh chu hơn và nó sẽ giống như là có cái sự hấp dẫn hơn, đúng không quý chú anh chị? Chứ thật sự thì không ai làm mà nó chỉnh chu và nó hoàn thiện nhất có thể. Thì khi nào mà mình làm nó trong thời gian lâu dài thì mọi sự góp ý của quý cô chú anh chị á thì Trường sẽ ghi nhận hết và Trường sẽ làm theo ý kiến của tất cả quý cô chú anh chị. Thì ai cho Trường một là hay ý đẹp thì Trường xin ghi nhận và Trường sẽ làm theo. Thì thật sự thì Trường rất là cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều đã xem video này. Thì Trường mong quý chú anh chị mình hãy đón nhận cái kênh mới này của Trường để quý chú anh chị theo dõi và xem để giải trí. Dạ thì bây giờ Trường xin kết thúc video này đây. Chúc tất cả quý cô bà, ông bà, cô chú anh chị mình và các bạn thật nhiều sức khỏe và tràn ngập những điều may mắn. Thì trong tương lai thì mong quý chú anh chị mình hãy yêu thương và đón nhận cái kênh này của Trường nha. Dạ rồi, bây giờ Trường sẽ xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ. Bye bye.